con cheo thuộc nhóm đối tượng động vật hoang dã sống trong rừng, mang tên gọi là khác là cheo cheo, thuộc họ móng guốc chẳng và phân ngành động vật có dây sống. Là một loài động vật có vú với tên gọi khoa học là traquid, ở Việt Nam có hai loại cheo là cheo Nam Dương, cheo lưng bạc. Trong đó con cheo lưng bạc nhìn không khác gì cheo Nam Dương nên tưởng nhầm là không quý hiếm. Nhưng thực chất loài này cực kỳ quý hiếm và chỉ mới tìm thấy lại một vài cá thể gần đây, cheo cheo lưng bạc, phân bố ở Đông Nam Việt Nam, đặc tính tự nhiên. Cheo cheo lưng bạc loài này không khác loài cheo cheo Nam Dương là mấy. Điểm phân biệt rõ ràng nhất là con cheo lưng bạc có màu xám trắng trên lưng từ hai chân trước đến hết phần đuôi. Còn cheo Nam Dương màu lông nâu sẫm hoặc nâu đỏ đồng nhất từ đầu đến đuôi. Cả hai loài đều có ba vệt trắng chạy cổ đến bụng. Con cheo Nam Dương, phân bố ở Việt Nam, cheo cheo Nam Dương từng được ghi nhận từ Lạng Sơn đến Tây Ninh. Tuy nhiên, hiện ở các tỉnh phía Bắc, chúng gần như bị tuyệt chủng. Tại các tỉnh phía Nam, số lượng cheo cheo giảm sút đáng kể do diện tích rừng ngày càng thu hẹp. Trên thế giới, con cheo Nam Dương phân bố rộng rãi ở khắp khu vực Đông Nam Á và vùng phụ cận gồm Ấn Độ, Myanmar, Brunei, Campuchia, Vân Nam Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan. Đặc tính tự nhiên, cheo được xem là loài động vật guốc chẳng nhỏ nhất thế giới, với ngoại hình giống hoẳn. Con đực và con cái đều không có sừng, nhưng một số con trưởng thành lại có răng nanh lớn. Con đực có răng nanh dài hơn con cái, răng nanh hàm trên phát triển thò ra ngoài miệng. Kích thước, về kích thước thân hình của loài cheo trầm ngâm và nhỏ bé hơn hẳn so với những loài động vật cùng họ móng guốc khác. Với kích thước cơ thể rơi vào khoảng từ 45cm đến 80cm tùy con. Các nhà động vật học đã nhận diện ra khi kích thước của chúng khác nhau hoàn toàn so về khu vực địa lý và nơi sống. Đối với cheo cheo châu Phi là thành viên lớn nhất có kích thước lên đến 80cm và cân nặng 10kg trong. Theo các tài liệu khoa học, cheo cheo trong môi trường hoang dã thường sinh sống và kiếm ăn một mình vào ban đêm với các loại thức ăn ưa thích là các loại hoa quả, lá cây, chồi, thân non, củ, nấm và các bộ phận khác của các loài thực vật khác. Cũng giống như các loài động vật nhai lại khác, dạ dày cheo cheo bao gồm 4 ngăn nhằm giúp loài động vật nhỏ bé này có thể lên men và tiêu hóa các loại thức ăn nhiều chất xơ. Cheo cheo thường giao phối từ tháng 9 đến tháng 12 và thời gian mang thai của chúng khoảng 120 ngày. Mỗi lứa, cheo cheo sinh từ 1 đến 2 con non. Cheo cheo là loài động vật nhút nhát nhưng dễ bị bẫy bắt nên nếu không có các biện pháp bảo vệ phù hợp thì quần thể loài có thể bị suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay, các nhà bảo tồn đã và đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ các loài động vật hoang dã nói chung và loài cheo cheo nói riêng. Các biện pháp bảo tồn các loài động vật hoang dã bao gồm bảo tồn tại chỗ, bảo vệ khu vực sinh sống tự nhiên của loài, bảo tồn chuyển vị, đưa loài về các khu vực được bảo vệ tránh khỏi sự bẫy bắt của con người, và ngoài công tác bảo tồn nguyên vị và chuyển vị, các nhà bảo tồn cũng tiến hành hoạt động gây nuôi nhằm gia tăng quần thể loài trong tự nhiên và giảm tác động của con người đến các loài động vật hoang dã nói chung và loài cheo cheo trong tự nhiên nói riêng. Việc hơn nuôi loài cheo cheo đòi hỏi phải chuẩn bị một cách cẩn trọng nhằm tạo nên môi trường sống và nguồn thức ăn của loài mô phỏng sinh cảnh tự nhiên. Môi trường sống trong nhân nuôi đòi hỏi phải có nhiều tán cây tạo bóng mát và lùm cỏ để ẩn nấp. Ngoài ra, thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công trong việc nhân nuôi loài động vật này. Thức ăn của chúng là những loài rau dại, củ quả ngoài tự nhiên và các loại rau củ được trồng trọt. Tập tính của loài trong nuôi nhốt khá giống với các quần thể trong tự nhiên. Cheo cheo thường kiếm ăn vào ban đêm, nhưng môi trường nuôi nhốt thường chật hẹp và yên tĩnh nên chúng cũng kiếm ăn vào ban ngày. Ngoài ra, chúng ta cần vệ sinh khu vực chuồng trại, máng ăn và đảm bảo vệ sinh nước uống để phòng bệnh. Đến mùa giao phối và sinh sản, chúng ta cần tăng cường dinh dưỡng cho chúng bằng các loại quả, hạt giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, chúng ta cần có biện pháp bảo vệ chúng khỏi các loại thiên địch như mèo, chim cắt, rắn, chồn và một số loài khác. Việc nhân nuôi cheo cheo là một biện pháp để gia tăng quần thể loài trong môi trường tự nhiên đồng thời giảm áp lực từ các hoạt động săn bắn đến loài trong môi trường tự nhiên.